Biểu tình bùng nổ tại Brazil đòi truất phế nữ tổng thống Rousseff tin từ Sao Paulo, Brazil. Hàng chục ngàn người biểu tình tụ họp khắp Brazil vào ngày Chủ nhật 16 tháng 8 để kêu gọi truất phế tổng thống Dilma Rousseff vì tai tiếng tham nhũng và vì trách nhiệm đã để cho nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng trong suốt một phần tư thế kỷ qua. Mặc dù chưa hết một năm của nhiệm kỳ thứ hai, nhưng các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy điểm tín nhiệm của tổng thống cánh tả đã sụt giảm đến mức thảm hại và 2 phần 3 thành viên của đảng kêu gọi trước phế bà. Cuộc biểu tình diễn ra trong ngày Chủ nhật là lần thứ ba trong năm phản đối bà Rousseff dẫn đến cuộc tuần hành vào lúc giữa trưa tại bãi biển Copacabana của Rio de Janeiro và phía trước quốc hội tại thủ đô Brasilia. Tuy nhiên, mạng xã hội ước đoán phong trào phản đối bà Tổng thống bùng phát khắp nước này sẽ không lôi cuốn nổi con số hàng triệu người tuần hành theo lời mời của các tổ chức độc lập trong những ngày qua phong trào ủng hộ cuộc biểu tình vẫn diễn ra rộng khắp, trong khi tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát cho thấy sự suy sụp thảm hại của nền kinh tế kể từ năm 1990. Một cuộc khảo sát được thực hiện trong tháng này cho thấy, việc trúc thuế bà Tổng thống Rousseff được sự tán đồng của phần lớn giới nghèo và những người dân Brazil ít học mà trước đây đã ủng hộ bà Rousseff trong cuộc chiến thắng chật vật của bà hồi tháng 10 vừa qua. Các biện pháp khắc khổ của chính phủ làm sụt giảm mức đầu tư đã khiến những người ủng hộ bà thay đổi thái độ và đã bị các nhà lập pháp Brazil chống đối kịch liệt. Hiện nay, chưa có chứng cứ buộc tội bà Rousseff, nhưng nhiều người biểu tình đặt ra trách nhiệm của bà về một loạt hành vi phạm pháp của công ty dầu khí quốc gia Petrobras mà bà từng là chủ tịch hội đồng quản trị trong suốt 7 năm, từ năm 2003 đến năm 2010.